Cho đến nay, toàn bộ 48 hành khách và các thuyền viên tàu du lịch đã được cứu nạn kịp thời và đưa vào cảng tàu du lịch Tuần Châu an toàn. Tài sản cũng được đảm bảo sau vụ chìm tàu trên Vịnh Hạ Long xảy ra vào trưa ngày 2 tháng 5. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu du lịch do ông Nguyễn Văn Mạnh, 30 tuổi, điều khiển, đang chở 48 khách tham quan Vịnh Hạ Long, gồm 36 người lớn và 12 trẻ em. Khi tàu đến khu vực Hòn Rom, gần Hòn Đỉnh Hương, trống mái, thì bất ngờ va chạm với tàu vận tải chở đá xây dựng do lái tàu Bùi Mạnh Sơn, 29 tuổi, điều khiển.